chào mừng các bạn đến với kênh tôi là người cũ chi hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp cái xin các bạn đây đứng trước mặt con cái xin đầu tiên các bạn con này cao mét mốt bò nè rúng nè các bạn không rúng dài các bạn chân móng hoàn thiện lưng thẳng nè con này là sái tích nghiêm chỉnh các bạn cao một mét mốt bò đuôi dài con này nó quyền bò từ đầu tới chân các bạn không lan giá nha không lan chỗ nào không giá chỗ nào các bạn chân móng sò kiền khú lưng đôi đuôi dài À, các bạn thấy không chân nè chân kiền khú quyền bò hết tất cả các bạn sái mặt sái lưng rồi là nghiêm chỉnh hết à, còn con cái xin này các bạn thấy không đỏ mặt nè sái thích nghiêm chỉnh nè gu nè lưng đôi nè rúng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn đỏ mặt không lan giá chân móng hoàn thiện cao một m lẻ bò à, cặp cái xin này thì chủ báo giá là 42 triệu các bạn 42 triệu Sải tích nghiêm chỉnh, sẽ mặt, sẽ lưng rồi là nghiêm chỉnh hết các bạn Quyền bò À, hai con này đều là mẫu Bombay bay hết các bạn chạy đuôi trà bá luôn các bạn không qua đen chân móng hoàn thiện đỏ mặt rúng yếm nghiêm chỉnh giá 42 triệu các bạn giá 42 triệu lưng một lưng luôn các bạn không yếm rúng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn sẽ mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết lưng thẳng các bạn à, con này xương trà bá luôn này các bạn không xương trà bá chân móng sò kiên khú Giá 42 triệu các bạn Giá 42 triệu à, Con này thì à, cũng vậy các bạn Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh Bật gu Lưng thẳng Sẽ tích nghiêm chỉnh à, Rúng dài yếm dày Cao mét mốt bò Đu dài à, đuôi Đu dài Chân móng hoàn thiện Giá 42 triệu cặp cái xin các bạn Quyền bò hết cả các bạn Cặp này là quyền bò hết các bạn không lan không đớm không giá chỗ nào nha các bạn đó. chạy đuôi trà bá luôn các bạn thấy không chân móng sò đó. chân móng sò chạy đuôi trà bá các bạn rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn hai con cái xin này con nào rúng cũng dài hết các bạn giá 42 triệu các bạn mẫu bombay đó. mẫu này sau này nó mát sữa dữ lắm các bạn mẫu bombay mẫu này sau này nó mát sữa lắm các bạn giá 42 triệu các bạn giá 42 triệu chân này các bạn không khú chân trước chân sau đều kiền khú hết các bạn rúng yếm đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn giá 42 triệu các bạn giá 42 triệu Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video các bạn Đó, đùi dài qua đen lưng thẳng đỏ mặt này các bạn không rúng yếm nhìn các bạn không trúng dài yếm dày nè chân móng sò nè lưng khẳng nè tích nghiêm chỉnh quyền bò đỏ mặt đỏ mặt các bạn đỏ mặt giá 42 triệu cặp cái sinh tơ này nha các bạn con này cao mấy đây tám bò cao mấy đây tám bò à, con cao mấy đây tám bò con cao một mét bò giá 42 triệu các bạn giá 42 triệu à, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video nha các bạn và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. À, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo và xin được báo giá lại là cặp cái sinter mẫu Bombay. À, một con tám bò, một con mốt bò, chủ báo giá là 42 triệu nha các bạn. 42 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.